Công vụ các sứ đồ. Công vụ các sứ đồ, chương 11. Các sứ đồ và anh em ở xứ Giu-đê nghe tin người ngoài cũng đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời. Khi Phi-e-rơ đã trở lên thành Giê-ru-sa-lem, có người tín đồ vốn chịu phép cắt bì trách móc người rằng: "Ngươi đã vào nhà kẻ chưa chịu phép cắt bì và ăn chung với họ." Nhưng Phi-e-rơ đem mọi sự đã qua thuật cho họ theo thứ tự và từng điều rằng: "Ta đương cầu nguyện trong thành Giốp-bê. Lúc đó ta bị ngất trí đi, thấy sự hiện thấy, có vật gì giống như cái khăn lớn, níu bốn chéo lên, từ trên trời sa xuống đến tận ta. Ta xem xét kỹ càng, thấy trong đó có các loài thú bốn cẳng trên đất, các thú rừng, các côn trùng và các loài chim trên trời. Ta lại nghe có tiếng phán rằng: Hỡi Phi-e-rơ, hãy chờ dậy, giết thịt và ăn. Ta thưa rằng: Lạy Chúa, chẳng vậy, vì không bao giờ có vật chi dơ giấy hay chẳng sạch vào miệng tôi đâu. Tiếng từ trời phán cùng ta lần thứ hai mà rằng: Chớ coi điều Chúa đã làm cho tinh sạch như là dơ giấy. Lời đó lặp lại ba lần, đoạn thay thảy đều thâu lại lên trời. Kìa, cũng một lúc đó, ba người ở thành Sê-sa-rê chịu sai đến cùng ta, đã tới tận cửa nhà ta ở. Đức Thánh Linh truyền cho ta phải đi với ba người ấy, đừng nghi ngại gì. Này, sáu người anh em đây đồng đi với ta, và chúng ta đều vào trong nhà cọt nay. Người này thuật lại cho ta thế nào, tại nhà mình đã thấy một thiên sứ hiện đến và phán rằng: Hãy sai tới thành Giốp-bê, mời Simon cũng gọi là Phi-e-rơ đến đây. Người ấy sẽ nói cho ngươi những lời, mà nhờ đó, ngươi và cả nhà mình sẽ được cứu rỗi. Ta mới khởi sự nói, thì có Đức Thánh Linh giáng trên họ, cũng như ban đầu Ngài đã giáng trên chúng ta. Ta bèn nhớ lại lời Chúa đã truyền rằng: Giăng đã làm phép báp têm bằng nước, nhưng các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Vậy, nếu Đức Chúa Trời đã ban cho họ cũng một ơn như cho chúng ta, là kẻ đã tin đến Đức Chúa Giê-xu Christ, thì ta là ai mà ngăn trở Đức Chúa Trời được? Tín đồ nghe bấy nhiêu lời xong, đều thỏa thuận và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Vậy Đức Chúa Trời cũng đã ban sự ăn năn cho người ngoại để họ được sự sống. Những kẻ bị tản lạc bởi sự bắt bớ xảy đến về dịp ê tiên bèn đi đến xứ Phê-ni-si, đảo Chíp-rơ và thành Antioch, chỉ giảng đạo cho người Giu-đa thôi. Nhưng trong đám những người ấy có một vài người quê ở Chíp-rơ và Si-ren đến thành Antioch, cũng giảng dạy cho người Grec nữa, truyền tin lành của Đức Chúa Giê-xu cho họ. Tay Chúa ở cùng mấy người đó, nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều. Tiếng đồn thấu tai hội thánh Giê-ru-sa-lem, hội bèn sai Ba-na-ba sang đến thành Antioch. Khi người đến nơi và thấy ơn Đức Chúa Trời, bèn vui mừng và khuyên mọi người phải cứ vững lòng theo Chúa, vì Ba-na-ba thật là người lành, đầy dạy thánh linh và đức tin. Bấy giờ rất đông người tin theo Chúa. Kế đó, Ba-na-ba đi đến thành Tạc-sơ để tìm Sau-lơ. Tìm gặp rồi bèn đưa đến thành Antioch. Trọn một năm, hai người cùng nhóm với hội thánh và dạy dỗ nhiều người. Ấy là ở thành Antioch, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-rê-tiên. Trong những ngày đó, có mấy người tiên tri từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành Antioch. Trong bọn, có một người tên là A-ga-bút, đứng dậy bởi Đức Thánh Linh nói tiên tri rằng sẽ có sự đói kém trên khắp đất. Thật vậy, sự đói kém này sẽ đến trong đời Cơ-lốt trị vì. Các môn đồ bàn định, mỗi người tùy sức riêng mình gửi một món tiền bố thí cho anh em ở trong xứ Giu-đê. Môn đồ cũng làm thành việc đó, nhờ tay Ba-na-ba và Sau-lơ gửi tiền ấy cho các trưởng lão. Hallelujah, hallelujah. Hãy để như muôi bạn chào.
tiên trong đời mới, ước cho thêm ước cho mặt đời tìm nhu với những nụ cười. Ánh sáng Chúa chiếu khắp nơi cho mọi người trên trần thế. Hallelujah, 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 hallelujah. Hãy nên như muối mặn cho đời, biến tan tan biến trong đời mới, ước cho thêm ước cho mặn đời thật thêm nhu với những nụ cười. Hallelujah, 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 hallelujah. Hãy để như muối mặn cho đời, biến tan tan biến trong đời mới, ước cho thêm ước cho mặn đời thật thêm nhu với những nụ cười. Ánh sáng Chúa chiếu khắp nơi cho mọi người trên trần thế. Hallelujah, 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 hallelujah.